Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Và trong video lần trước thì mình đã có một bài trên tay nhanh chiếc Samsung Galaxy A30 và mình đã nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn quan tâm đến những chiếc Samsung Galaxy A30 này rằng là và với 5.790.000 với mức giá mà các bạn hoàn toàn có thể mua được những cái sản phẩm này tại rất nhiều cái chuỗi cửa hàng lớn trên toàn quốc và đặc biệt là tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Và với 5.790.000 thì khi mà các bạn mua sản phẩm Samsung Galaxy A30 thì các bạn sẽ nhận được gì cũng như các bạn sẽ phải đánh đổi những cái gì khi mà mua sản phẩm này chứ không phải là sản phẩm khác, thì hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang muốn đặt hàng những sản phẩm Samsung Galaxy A30 và Samsung Galaxy A50 thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tại hệ thống siêu thị Viettel Store với nhiều ưu đãi rất là hấp dẫn và đặc biệt là các bạn sẽ có nhận được cơ hội đi du lịch Hàn Quốc. Đầu tiên là mình sẽ nói về những cái điểm được trên những chiếc Samsung Galaxy A30. Đầu tiên là nói về thiết kế. Với Samsung Galaxy A30 thì chúng ta đã có một cái thiết kế mảnh mai hơn khi mà các góc này nó được bo cong một cách mềm mại hơn so với những cái sản phẩm tiền nhiệm trước đây. Do đó cái cảm giác cầm nắm của chúng ta trên cái sản phẩm này là vô cùng thoải mái. Hơn nữa là các bạn có thể nhận ra rằng cái sản phẩm này được Samsung gia công một cách khéo léo, khiến cho cái khung viền này nó trở nên mỏng hơn rất là nhiều. Khi mà tổng quan thiết kế thì cái độ dày của nó vẫn là một cái thiết bị có độ dày trung bình, nhưng nếu như các bạn cầm trên tay thì các bạn sẽ thấy rằng cái sản phẩm này có cảm giác rất là mỏng và nó sẽ rất là thoải mái cho các bạn, kể cả là các bạn nữ. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ có cổng sạc USB Type-C. Nếu như bạn còn nhớ thì trên những chiếc Samsung Galaxy A7 2018 năm ngoái có mức giá tương tự thì Samsung lại vẫn trang bị cho chiếc máy đấy cổng sạc micro USB, và đó là một điểm trừ cực kỳ đáng tiếc trên sản phẩm đó. Và vẫn cái mức giá đấy thì Samsung đã ưu ái hơn khi mà đã trang bị cho chúng ta cổng sạc USB Type-C và cho phép chúng ta sạc nhanh với công suất tối đa là 15W trên cái sản phẩm này. Và đặc biệt là chúng ta vẫn có jack tai nghe 3.5. Một cái điểm cộng nữa là về màn hình, khi mà chỉ với 5.790.000 chúng ta đã có một cái màn hình cực kỳ rực rỡ. Đó là nhờ tấm nền Super AMOLED độc quyền của Samsung với độ phân giải Full HD và cái độ phủ mặt trước rất là lớn, lên đến 85%. Và với cái độ phủ này thì các bạn có thể thấy là viền màn hình siêu mỏng luôn. Và đặc biệt là nhờ cái màu đen này thì chúng ta có thể có một cái hiệu ứng thị giác cực kỳ tốt khi mà các bạn chơi game này, các bạn là sử dụng ứng dụng lướt Facebook và đặc biệt là xem YouTube. Về camera thì chúng ta sẽ có bộ đôi camera ở phía sau là 16 và 5 megapixel, và đặc biệt là trong tầm giá 5 đến 6 triệu chúng ta đã có một camera với khẩu độ rất lớn f/1.7. Với cái khẩu độ f/1.7 thì chúng ta có thể chụp ảnh mà thu được nhiều ánh sáng hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường, và nhờ đó thì độ nhạy sáng cũng cao hơn và chi tiết cũng như là điều kiện chụp ảnh mà máy có thể đáp ứng được chúng ta rất là phong phú, khi mà các bạn có thể chụp ảnh đầy đủ sáng này hoặc là chụp ảnh thiếu sáng. Và đặc biệt là trong điều kiện chụp ảnh thiếu sáng thì cái khẩu độ f/1.7 này nó sẽ tỏ ra hiệu quả hơn nhiều. Và đặc biệt là ống kính góc rộng, khi mà các hãng khác thì đua nhau làm camera tele giống như Apple thì Samsung đã có một hướng đi khá là khác khi mà năm nay hãng đã trang bị ống kính góc rộng cho những sản phẩm tầm trung của mình. Và với ống kính góc rộng thì những cái bạn nào mà yêu thích chụp phong cảnh cũng như là các bạn yêu thích chụp ảnh nhóm thì đây sẽ là một điều cực kỳ lợi, khi mà các bạn có thể lấy được nhiều cảnh hơn cũng như là nhiều chi tiết cũng như là nhiều đối tượng hơn. Và một điểm mình cực kỳ yêu thích trên những chiếc Samsung Galaxy A30 chính là camera trước. Khi mà với Samsung thì những năm về trước Samsung đã làm phần mềm chụp ảnh khá là ổn cho camera trước rồi, nhưng mà năm nay thì Samsung đã tối ưu hóa cả phần cứng lẫn phần mềm, khi mà camera trước với độ phân giải 16 megapixel kèm với đó là phần mềm chụp ảnh rất là đẹp, và cái giao diện thì vô cùng thân thiện với người dùng rồi, các bạn chỉ cần vuốt qua vuốt lại để chuyển đổi qua các cái chế độ chụp ảnh. Về chi tiết và mức độ làm đẹp thì mình không có gì phải bàn rồi, Samsung Galaxy A30 thì đã làm cho cái khuôn mặt của mình trở nên khác biệt hẳn và đẹp trai hơn, cũng như là mình có thể tự tin sống ảo hơn trên Facebook hoặc Insta với camera của chiếc Galaxy A30. Còn bây giờ thì sẽ nói đến điểm trừ. Khi mà Samsung Galaxy A30 có mức giá gần 6 triệu đồng, nhưng mà nhìn sang các đối thủ khác, ví dụ như là Vsmart Active 1 Plus của thị trường Việt Nam chúng ta, hoặc là những cái sản phẩm đến từ Trung Quốc thì đã trang bị cho nó cái khung kim loại cũng như là mặt lưng bằng kính, thì nhìn nó có vẻ bóng bẩy, sang trọng và bền bỉ hơn. Thế nhưng mà Samsung thì vẫn chỉ trang bị cho chúng ta cái mặt lưng bằng nhựa cũng như là khung bằng nhựa thôi. Đồng ý rằng cái khung bằng nhựa và mặt lưng bằng nhựa này nó sẽ hạn chế nhất cho chúng ta cái tình huống đó là bị móp và bị vỡ. Và mình nghĩ là Samsung đã hướng đến cái điều này cho người dùng khi mà muốn cái sản phẩm của mình bền bỉ hơn. Thế nhưng mà xét về khía cạnh nào đấy thì cái khung kim loại cũng như là mặt lưng bằng kính sẽ đem lại cảm giác bóng bẩy hơn. Tiếp đến là thời lượng pin.
Một điểm mình thấy khá là đáng tiếc cho Samsung Galaxy A30 khi mà đặt cạnh chiếc Samsung Galaxy M20 đó là máy chỉ được trang bị viên pin với dung lượng là 4.000 mAh so với 5.000 mAh của M20. Thế nhưng nói như vậy không có nghĩa là những chiếc Samsung Galaxy A30 của mình quá là kém cỏi khi mà máy vẫn được trang bị cái viên pin 4.000 mAh như thế. Thì và kèm với đó là sạc nhanh với công suất tối đa là 15W thì máy vẫn đáp ứng được dư sức cho người dùng khi mà các bạn sử dụng. Trải nghiệm trong vòng một ngày với các tác vụ cơ bản. Về cấu hình thì hiện tại một số hãng Trung Quốc như các bạn đã biết nó sẽ lấy cấu hình đè chết mức giá, và thậm chí là những cái sản phẩm Vinsmart của Việt Nam với cái mức giá cũng tương tự thì đã được trang bị con chip Snapdragon 660. Xét về hiệu năng thì con chip Snapdragon 660 nó sẽ nhỉnh hơn so với lại con chip Exynos 7904 của Samsung Galaxy A30. Thế nhưng mà khi mà các bạn trải nghiệm thực tế thì các bạn sẽ thấy rằng với các tác vụ cơ bản và thậm chí là khi mà chơi game, những cái tựa game nhẹ thì máy vẫn dư sức đáp ứng cho chúng ta, và các bạn hầu như các bạn không cảm thấy sự chênh lệch giữa các sản phẩm này cũng như là hai con chip này. Vấn đề chỉ xảy ra khi bạn chơi game nặng mà thôi. Vậy nhìn chung chỉ với 5.790.000 thì chúng ta đã có một cái thiết kế rất là đẹp, cả nam cả nữ dùng đều được, và với cái độ hoàn thiện rất là cao khi mà các bạn không có cảm giác cấn móp hay là khó chịu khi bạn sờ vào và có cảm giác sử dụng cũng như là cầm nắm hoàn toàn thoải mái. Chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước rất là lớn, độ phân giải Full HD Plus và sử dụng tấm nền Super AMOLED. Chúng ta sẽ có một cụm camera rất là đẹp với khẩu độ lớn f/1.7, từ đó thu được nhiều sáng và chi tiết ảnh cũng như là độ nhạy sáng sẽ tốt hơn. Camera phụ góc siêu rộng cho phép các bạn chụp ảnh nhóm được thoải mái hơn. Với camera selfie thì máy đã hỗ trợ rất tốt và làm việc rất tốt với phần mềm, nhờ đó thì những cái bức ảnh chụp selfie nó vô cùng đẹp và ảo diệu. Ngoài ra với viên pin 4.000 mAh thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này một cách thoải mái. Điểm trừ là chúng ta sẽ chỉ được trang bị một cái thiết kế bằng nhựa cũng như là mặt lưng bằng nhựa. Và con chip Exynos 7904 thì nó sẽ tỏ ra hụt hơi hơn một chút so với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Còn ý kiến của các bạn ra sao? Các bạn thấy những chiếc Samsung Galaxy A30 này có đáng mua hay không? Và những cái điểm cộng đấy nó có đủ để bù đắp hết tất cả những cái điểm trừ mà mình vừa nêu hay không? Thì hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Đừng quên là các bạn có thể đặt hàng những sản phẩm Samsung Galaxy A30 và Samsung Galaxy A50 tại hệ thống siêu thị Viettel Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.